lâu rồi chứ không phải là bây giờ đâu. Đó. Cho nên là chị cũng bình thường, quen rồi, có được thêm nhiều đâu mà sợ chứ. Nhưng mà bao lâu rồi có đi thực hiện bao đây? Bao lâu rồi đi Thảm Đỏ là tập viên này là này? Chắc mười mấy năm đấy. Sau mười mấy năm có lẽ còn đời chỉ hơn thằng Hà chỉ không có cái môn đâu. Chỉ run thì là đi trên đôi giày cao gót thẳng lâu rồi không đi. Em tưởng là chị một người với tao mà chị run chị đẹp quá rồi. Ừ rồi. Có nghĩa là đang quảng cáo cho Lâm Ngọc. Đồ của Lâm Ngọc thì sẽ đẹp bởi vì là Lâm Ngọc vốn dĩ là quan hệ của chị. Cho nên là khi mà chị mặc bộ đồ của Lâm Ngọc thì Lâm Ngọc sẽ chọn cho chị một bộ đồ. Chào đón diễn viên Lưu Mẫu Đồng Ánh Quân. Xin được chào đón Đồng Ánh Quân đến với Thảm Đỏ của chương trình.